Chào mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Các bạn ơi, chắc là đã nhiều bạn làm cái món bò sốt vang này lắm rồi và ai cũng mê tít đúng không? Thế và hôm nay Misu lại làm một cái video rất là nhanh, đơn giản, gọn nhẹ để giới thiệu với các bạn một món ăn vô cùng lạ miệng trong mùa đông này nữa. Đó chính là phở trộn với sốt vang hoặc là phở bò sốt vang nha các bạn. Đây, cái nồi sốt vang của Misu đây, ngon không này các bạn này, màu lên đẹp mà mùi thơm, chuẩn vị luôn, rất là ngon. Thế và bây giờ thì chúng mình cùng vào bếp để chuẩn bị. Misu sẽ giới thiệu với các bạn món phở trộn sốt vang cực kỳ ngon, cực kỳ lạ miệng mà ai cũng sẽ rất là thích. Và món phở sốt vang nữa nha các bạn. Thế thì nguyên liệu rất là đơn giản. Gồm có, nếu mà là phở trộn thì bắt buộc nó phải có, các bạn ngoài sốt vang ra thì các bạn sẽ giã lạc ra cho Misu này, phi hành này. Thế rồi chúng ta sẽ phải cần đến cái này, đó là cái hiệu nước tương hay là Maggi mà Misu dùng. Tiếp theo nữa, đây chính là cái dầu mà Misu phi hành cho Misu để luôn vào đây, để chúng ta sẽ làm phở trộn. Thế rồi rau chúng ta chuẩn bị ở đây, Misu đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Hành này, thế rồi mùi với mùi tàu, các bạn thái nhỏ ra, hành chẻ ra. Thế bây giờ thì Misu sẽ nói qua cho các bạn về cách làm về sốt vang. Rồi chúng ta sẽ đi làm phở trộn với Misu, rồi Misu sẽ luộc bánh phở. Và chúng mình vào bếp thôi. Misu mời các bạn món ăn lạ miệng ngon lắm nha các bạn. Mùa đông này ai cũng thích. Ngoài lẩu ra thì cái món phở trộn này cũng rất là ngon. Hoặc là phở bò sốt vang cũng vô cùng đặc biệt đấy các bạn. Bây giờ Misu sẽ nói qua cách làm bò sốt vang. Còn link chi tiết hướng dẫn Misu sẽ bỏ link xuống phía dưới nha. Thịt chúng ta cần 1 cân thịt bạc nhạc và các bạn cắt vuông như thế này. Rồi chúng ta đi ướp sẵn này. Cho 2 tablespoon bột gia vị này. 1 tablespoon của bột ớt paprika này, 1 tablespoon của dầu điều này, 3 tablespoon rượu vang, và bắt buộc phải có rượu vang nó mới thơm nha các bạn. Một chút hạt tiêu và chúng ta ướp ở đây trong ít nhất là 30 phút. Lấy một cái chảo, chúng ta sẽ cho khoảng độ 20g bơ vào, phi thơm hành tỏi, cho cà chua vào nhầm nát. Một chảo khác chúng ta cho bơ phi hành tỏi thơm lên, rồi cho cái thịt sốt vang đã ướp vào, cho thêm 2 tablespoon hạt nêm nữa, các bạn xào thật kỹ cho nó ngấm. Sau đó thì các bạn đổ cái bát cà chua vào này, cho ketchup vào này, cho lá bay leaf vào này, cho quế này, cho hoa hồi này, và chúng ta sẽ ninh nó lên, cho thêm 3/4 rượu vang vào, cho thêm nước vào đổ ngập, chúng ta sẽ ninh nhừ lên. Sau khi nêm nếm mà thịt nó đã nhừ rồi đó, thì các bạn sẽ nêm nếm lại gia vị và cho bột bắp vào hoặc là bột năng. Nồi sốt vang chứ danh của Misu đã xong rồi đây các bạn này, cái màu nó lên tự nhiên, màu nâu gạch rất là đẹp đây các bạn. Thịt nó mềm nhưng mà không nát, nó nhừ mà thơm ngon vô cùng đây. Và cái nước sánh nó chỉ như thế này thôi nha các bạn. Đây các bạn nhìn này, nước này nó sánh như thế này này. Và miếng thịt đây thơm ngon như thế này đây các bạn ơi. Đây là thịt bò sốt vang của người Hà Nội chứ danh đây các bạn. Và Misu nhắc lại, các bạn đừng có nhầm với bò kho, không có cà rốt, không có sả, không có khoai tây nha các bạn. Chỉ có thịt như thế này thôi, và các bạn sẽ ăn với bánh mì này, hoặc là ăn với phở trộn này, hoặc là rút cái cái ra để ăn với phở và chan với nước phở này. Ta gọi là phở sốt vang đấy các bạn. Và Misu bây giờ thì Misu sẽ múc ra bát để mời các bạn thưởng thức nha. Còn rau thì là các bạn có hành này, mùi tàu này và rau mùi nhá. Sốt vang thơm ngon đã xong rồi đây. Và bây giờ chúng ta cùng vào bếp để làm phở trộn và phở bò với sốt vang với Misu. Xong rồi, bây giờ chúng mình sẽ đi pha cái nước trộn thần thánh với Misu nhá. Đây là 6 tablespoon hay là 100ml của nước Maggi hay là nước tương hay là xì dầu nha các bạn. Là 6 tablespoon 100ml. Các bạn cứ đúng theo tỷ lệ này cho Misu. Thì chúng ta sẽ cần là 2 teaspoon, tức là 10g đường. Đấy. 2 teaspoon. Cứ 50ml là 1 teaspoon nha các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ trộn đều lên cho Misu này, quấy đều nó lên cho đường nó tan. Thế rồi
Các bạn sẽ cho tỏi bằm với lại ớt bằm vào đây thôi. Còn nếu như các bạn muốn để riêng cũng được. Nhưng mà misu thì bởi vì là ớt thì làm misu làm một cái ớt ngọt nó không cay, cho nên misu cho vào luôn. Tỏi cũng thế, misu cũng cho vào luôn để dưới vào cho nó ngon đấy các bạn. Đó. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ cho này. Tỏi băm, ớt băm. Ta-da! Nước chấm thần thánh của phở trộn đã xong rồi đấy các bạn này. Ngon không các bạn? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ đi trộn phở sốt vang cùng với misu nhé. Rồi, bây giờ thì mình đi trộn phở nha. Bánh phở này, misu vừa mới trần xong rất là ngon. Cho vào đây này. Tiếp theo là hành, mùi tàu với rau mùi. Các bạn cho vào trước. Cho mấy cái nhánh mùi vào cho nó đẹp. Đó. Rồi, các bạn sẽ cho thịt sốt vang vào. Misu mời các bạn. Wow. Ngon không các bạn? Nhiều ít tùy các bạn nha. Phần sốt vang này ngon lắm đấy các bạn ạ. Wow. Ngon chưa các bạn? Thế rồi, các bạn sẽ dưới cái nước sốt vang lên một muôi thôi. Để cho cái phần hành này nó chín này. Dưới xung quanh này. Tiếp tục này. Đến cái nước thần thánh của chúng mình này. Chỉ cần dưới một muôi thôi nha các bạn. Chúng ta vừa mới pha đó. Đó, còn nếu mà các bạn muốn ăn mặn hơn thì các bạn sẽ cho thêm. Tiếp theo là hành phi này. Rồi lạc rang này. Ta-da! Bát phở trộn đã xong. Còn nếu như muốn ngon hơn nữa, các bạn có cái phần mỡ hành phi, các bạn sẽ cho một ít cho misu vào đây. Và misu mời các bạn, đây là phở trộn bò sốt vang cực ngon. Thế còn thiếu một bát nước dùng nữa, là misu sẽ đi làm một bát nước dùng nữa để misu mời các bạn, xong misu trộn lên cho các bạn xem nha. Và phở trộn thì kèm thêm một bát nước dùng nóng hổi đây các bạn. Các bạn cho hành, mùi, rau thơm vào và múc nước phở vào. Chúng ta sẽ được một bát phở trộn ngon lành. Misu mời các bạn và chúc các bạn thành công món ăn ngon miệng trong mùa đông của Misu đấy các bạn. Phở trộn sốt vang rồi, bây giờ Misu lại giới thiệu với các bạn phở bò sốt vang nha. Tiếp tục này, bánh phở. Chúng ta cho vào đây này. Misu ăn bát ít bánh thôi. Hành, rau thơm, mùi tàu. Misu thích ăn nhiều hành. Các bạn cho vào đây này. Tiếp tục, các bạn sẽ dưới nước phở bình thường, phở bò. Chan vào cho misu này. Nước phở bò trong veo ngon ghê lắm các bạn. Đó. Rồi, bây giờ là đến phần sốt vang các bạn ơi. Các bạn có thể ăn với tái lăn với sốt vang cũng được nhé. Các bạn xào tái lên hoặc là tái. Đây, các bạn sẽ cho miếng sốt vang vào đây. Nhiều ít thì tùy các bạn. Như thế này này. Đó. Và để cho thêm lên màu nữa thì các bạn sẽ cho misu một thìa nước sốt vang vào đây nữa. Đó. Rồi cho ít hành mùi tàu lên. Cho ít rau mùi lên. Chúng mình sẽ được một bát phở bò đấy các bạn ơi.
phở bò sốt vang ngon không? Misu xin mời các bạn nhé. Phở trộn đây, Misu mời các bạn này, mình trộn lên. Và Misu mời các bạn cùng thưởng thức nha. Wow, ngon không các bạn này? Thơm ngon, lạ miệng, ăn ngon lắm. Đây, Misu mời các bạn. Hai món phở này nhất định là các bạn phải thử nha. Nhất là phở trộn với bò sốt vang. Và phở bò sốt vang đây, ngon vô cùng luôn. Nhìn này các bạn ơi, Misu xin mời. Và nếu như các bạn thích, Misu xin mời các bạn vào bếp cùng làm với Misu phở trộn này, phở bò sốt vang này. Và đón xem link kế tiếp theo của Misu sẽ chia sẻ về cách làm phở bò của Hà Nội nha các bạn.